저도 지진 안 했지만 성층 1층을 추가한 것에 대해서 만족하지 않습니다. 또 태국팀의 이시용 감독도 trận đấu ngày hôm nay thì rõ ràng là rõ ràng chúng ta đã không thua và tôi thì thực ra cũng không hài lòng về cái kết quả là chúng ta đã hòa đâu. Bản thân ông Nishino cũng thế thôi, tôi cũng thế thôi. Chúng tôi luôn luôn không hài lòng với kết quả hòa và chúng tôi luôn chuẩn bị trận đấu để làm thế nào có kết quả thắng. Ai cũng thế cả thôi. Chúng là làm nghề huấn luyện viên thì chúng ta lấy cái chiến thắng làm cái mục tiêu và cái niềm vui. Tuy nhiên là có thể nói rằng ngày hôm nay thì cái việc mà chúng ta không cho đối phương giành được 3 điểm thì tôi nghĩ chúng ta cũng đã giành được 1/2 thành công rồi. Theo tôi biết từ 2007 đến nay thì tại sân Mỹ Đình chúng ta cũng chưa bao giờ thắng được người Thái cả. Và tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng là từ nay trở đi thì chúng ta không phải là cái đội dễ dàng thua người Thái nữa. Tôi nghĩ điều đó là điều tích cực. Trận đấu thì mới kết thúc chưa được bao lâu mà bây giờ bảo tôi đánh giá thì thực sự là tôi cũng rất là cũng không biết nói gì cả. Cái việc này thì tôi có lẽ là tôi sẽ phải ngồi với ban huấn luyện để làm công tác đánh giá cụ thể hơn về những trận đấu, 50 trận đấu vừa qua chúng ta đã làm. Còn bây giờ thì thôi, bây giờ tôi đau đầu lắm. Thực ra thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì về cái quyết định của trọng tài cả. Riêng cái trường hợp của Dũng và bản ghi bàn thì tôi đã xem lại video. Thực ra cái tình huống đó cũng là cái tình huống khó nói. Theo quan điểm cá nhân của tôi đó có vẻ là không, có vẻ thôi. Nó không phải là một cái tình huống mà đã đúng, xử lý đúng, trọng tài đã bắt đúng. Tôi nghĩ là cũng cần rất là khó để có thể đưa ra cái nhận xét chính đáng. 신경전이라고 보면 되겠습니다. 뭐 근데 뭐 뭐 이기 이제 có lẽ đó là một cái trận chiến tâm lý của người ta bày ra thì phải. Thực ra thì hình như cái anh ta là trợ lý mà anh ta không phải là người Thái đâu, anh ta là người nước ngoài thì phải. Trong cái quá trình mà tôi chỉ đạo thì trận đấu thì thấy anh ở trong ghế, anh cứ hình như là anh cũng thỉnh thoảng cứ cười mỉa thôi thì phải. Tôi thực ra nếu mà chiến đấu thì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu. Đối với lại cái môn bóng đá mà thì thực ra nó bóng đá nó là một môn mà luôn luôn nó có cái tính phi hợp lý và chúng ta cũng biết là chẳng có một cái trận đấu nào mà chúng ta có thể gọi là hoàn thiện được đâu. Cái chúng ta chỉ có cái cách là chúng ta sẽ đẩy mạnh cái việc là tăng cường cái tập luyện để làm thế nào để giảm thiểu và tối đa các cái sai sót. Thì sáng 3 tháng 5 á, thì chúng ta mới có cái trận đấu tiếp theo cho đội tuyển quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng là từ giờ đến sáng 5 thì chúng tôi cũng có cái thời gian để từ đó chúng tôi điều chỉnh lại, chúng tôi đánh giá lại các cái vị trí và bổ sung để làm thế nào cho hoàn thiện. Còn tạm thời thì ở thời điểm hiện nay thì tôi cũng chưa có ý kiến gì cả. Nhưng chắc chắn là trong thời gian sắp tới thì tôi cũng sẽ làm công tác này. Thực sự thì là cái việc mà rút Hùng Dũng là lý do thế này. Thực ra thì Hùng Dũng hiện nay thì vẫn đang đau tay và cái thể lực thì có thể nói là đã cạn kiệt rồi. Ở cái vị trí đó thì chúng ta vẫn còn là Huy, chúng ta vẫn có Huy và chúng ta có Hoàng Đức. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta đã đưa Quang Hải, tôi đưa Quang Hải xuống với lý do là muốn đưa Quang Hải xuống đó để tăng cường sức tấn công cho đội. 안득이 올해 많은 대표팀에서 좋은 활약을 했습니다. Có thể nói là năm nay thì anh Đức cũng đã có những cái trận đấu rất là tốt cho đội tuyển quốc gia và chúng ta biết là năm ngoái và ở cái giải Suzuki Cup thì anh Đức cũng đã thi đấu rất là tốt. Anh Đức cũng đã phát huy được cái tầm ảnh hưởng là đàn anh ở đội tuyển. Ở giữa mùa của giải V-League vừa rồi thì anh Đức có bị chấn thương và anh Đức đã phải điều trị khá là lâu. Thì mấy hôm trước anh Đức có nói với tôi về cái ý định là sẽ từ giã đội tuyển quốc gia. Thì tôi cũng có nói với là tôi cũng đã thông báo với lại Liên đoàn bóng đá Việt Nam về vấn đề này. Thực ra thì tôi cũng muốn là ngăn anh Đức ở lại, giữ thêm anh Đức ở lại. Nhưng mà anh Đức nói rằng là đã đến lúc anh Đức muốn dành các vị trí cho các cầu thủ trẻ hơn. Tôi quyết định tôn trọng cái quyết định này của anh Đức. Buổi trưa ngày hôm nay ở giờ ăn cơm trưa thì anh Đức đã công bố cái quyết định của mình trước đội tuyển và ngày hôm nay là cái trận đấu cuối cùng của anh Đức. Thực sự thì là tôi cũng muốn là tạo cái cơ hội
nhiều hơn nữa cho anh Đức. Và có lẽ đây cũng là lời cái lời chào cuối năm của tôi luôn. Trong năm vừa rồi thì rõ ràng là các phóng viên báo chí, các cơ quan ngôn luận cũng đã là đăng viết bài khá nhiều về đội tuyển chúng tôi cũng rất là cảm ơn về điều này. Trong quá trình huấn luyện, trong quá trình tập luyện và thi đấu vừa rồi của chúng tôi thì cũng rất nhiều các anh chị phóng viên, cơ quan ngôn luận đã hỗ trợ chúng tôi rất là cảm ơn về điều này. Tuy nhiên là trong năm tới thì tôi nghĩ rằng là cũng cần thêm cái sự hỗ trợ từ các cái anh chị. Và xin một lần nữa xin cảm ơn cái sự cổ vũ, sự khích lệ của các anh chị trong thời gian vừa qua.